Có khi rằng á, có khi rằng nó vừa có bao nhiêu kiểu nhau, mới đi làm việc đâu được biết, chẳng sao nó biết nhau, chẳng sao nó nhận đi, không thấy, đó, đi làm chỗ, mấy con đi công ty bố, thảm như một cái bố quy lại thằng xuống đất rồi đến nhắc lại để nó tự nhiên quên cái đó. Chồng thản nhiên ngồi ăn khi bị bắt gặp ngoại tình, vợ cay đắng. Tại sao vợ mang bầu mà lại chở nhau đi gian gian díu díu mập mờ? Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh người vợ bắt gặp chồng cùng cô gái trẻ, được cho là Tiểu Tam, vô tư ngồi ăn uống trong quán hải sản ở Huế, khiến nhiều người xôn xao. Đáng nói, thái độ của cả ba người liên quan đều khiến tất cả bất ngờ. Khác với những vụ đánh ghen trước đó, thay vì chửi bới, giật tóc hay lao tới đánh đập, thì người vợ trẻ đang mang thai 6 tháng là giữ thái độ bình tĩnh. Bước đến trước mặt chồng cùng Tiểu Tam, người vợ liền lấy điện thoại ra chụp ảnh cặp đôi là bằng chứng và nói: "Tới ngày hôm nay, ôm cái bụng bầu 6 tháng mà phải đi về tận đây chỉ để bắt gặp hai đứa chúng mày thôi. Chẳng thà mày nói thật với tao mọi chuyện xảy ra. Còn vì sao vợ đang mang bầu mà chúng mày chở nhau đi gian gian díu díu mập mờ? Chẳng thà mày nhận đi, giờ như thế này còn chối cái gì nữa không? Tháng 11 mày quỳ lại van xin cả đêm, mày xin lỗi để bắt đầu cuộc sống mới mà." Dù vợ đứng mắng xối xả ngay trước mặt, nhưng người chồng không có vẻ xấu hổ, vẫn thản nhiên ngồi gắp đồ, ăn uống bình thường và không hề lên tiếng phản bác. Tưởng như người ngoại tình không phải là mình, người chồng tệ bạc cũng là một người khác. Người chồng bỗng dưng vô hình trước màn trách móc của người vợ đang bụng mang dạ chữa. Ngay sau đó, người vợ di chuyển về phía cô gái trẻ đang ngồi ăn cạnh chồng mình. Thế vậy, Tiểu Tam liền cúi gằm mặt xuống và im lặng. "Còn đây nữa, vì sao biết người ta có vợ con rồi mà còn làm bậy đến độ như vậy? Em biết chị mà," người vợ cay đắng nói. Từ đầu đến cuối, cặp đôi đều im lặng. Người thì tập trung ăn uống, người thì dùng tay che mặt, cúi gằm xuống gầm bàn khiến mọi người bức xúc. Theo chia sẻ của người vợ trẻ, trước khi phát hiện sự việc, cặp đôi đã có khoảng thời gian 5 năm yêu nhau và mới cưới được 1 tháng. Đồng thời, người vợ trẻ cũng đang mang bầu 6 tháng. Tuy nhiên, thời gian này cô đã bất ngờ phát hiện chồng ngoại tình với một cô gái trẻ, cũng là người quen biết của cả hai trước đó. Dù nhiều lần bị vợ phát hiện nhắn tin mập mờ với cô em gái thân thiết, nhưng anh chồng đã phủ nhận và liên tục thề thốt bản thân không có người khác. Tuy nhiên, sau đó người vợ đã phát hiện mối quan hệ ngoài luồng của cặp đôi. Cũng theo người vợ cho biết, sau khi phát hiện chồng ngoại tình thì cặp đôi đã kết thúc, chấm dứt mối quan hệ. Hiện đoạn clip trên vẫn đang khiến dân mạng xôn xao bàn tán. Còn bạn thấy sao về tình huống bắt quả tang tại trận của cô vợ bầu khi chồng gian gian díu díu mập mờ này? Bình luận rôm rã bên dưới video nhé! Đừng quên đăng ký theo dõi kênh SAIGONTV để tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống. Cái loại bắt con hút của tôi bắt đầu là tôi sống nổi má. Cái món cái quả đấy với bạn đặt một lên đi. Con này nữa, cái đắng nó giật khó, có vừa không món thôi. Con cái đắng chịu thuộc tới cái đôi. Em giật gì má? Em giật gì má? Gửi ngay tin nóng cho SAIGONTV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.